Hi, chào em đây là kênh của mình. Ok, bây giờ là tiếp tục chuyện ngôi sao bóng đá. Mình đang ở trên đất đội hình bên 50 ngàn. Thì bây giờ mình cũng đang lưỡng lự là thay thằng Montolivo vào hay là thay một thằng có khu phạt góc vào, đó là thằng Bastor ở trong cái số tổng hợp lãnh đội thủ này. Bastor này thì nó có vô khu vực góc, rồi nó cũng có mấy điều tiết, rồi nó có chọc khe nữa. Thì mình cũng đang phân vân là mình thì mình có hai thằng Montolivo ở ngoài rồi, giờ mình up nó lên thì nó sẽ ngon hơn là thằng Bastor này. Nhưng mà thật ra mình cũng có muốn có một chút gọi là giống như là có khu vực góc á, để mình tăng cái khả năng mà đánh đầu của ghi bàn mà trong những cái pha mà phạt cố định của cái team này lên. Thì mình cứ nghiên cứu cái đã. Cái phí như shit. Mình cũng muốn tăng lên một chút đỉnh, nhưng mà bây giờ là đang rất là kiểu như là phân vân đúng không? Nhưng mà bây giờ là sao? Bây giờ là mình phải vô mình mua cái gói bán giới hạn này. Thì cái gói này nè, cái gói 1.800 này. Bình thường 10 cái này á là bạn sẽ mua 2.000 đúng không? Bây giờ thì nó có 1.800, nó sẽ giảm đi 200 kim cương. Đây là cơ hội cho mấy bạn đúng không? Giờ mình sẽ vô nhận liên đoàn. Đòi 30 kim cương ngọt nước quá. 19 đòi 450 rồi nha. Hôm nay nhận nhiều vậy. Hết đi xì. Rồi. Thì bây giờ là vô tại vì mình mới hoàn thành một cái Champions League, nó gọi là sao ta, là nó vô địch, nó vô địch cho nên là mình được nhận 5 xì kim cương ở đây nó để tăng cấp rồi đây nhận thêm 10 mảnh Thiago Silva ở đây nữa, 200 mảnh này mình sẽ có một thằng SSS 37S á. Đây mình mới được vô địch này cho nên mình có 1.000 điểm. Bây giờ là mình đang tiếp tục vô một giải mới. Cứ đâu bạn luyện một đội hình A thấy không thì bạn sẽ ngon thôi, đâu có phải lo gì nữa. Mà bây giờ đụng là toàn là mấy thanh niên vậy không à. Đó, 55.000 đội hình A mà nó 55.000, mình cũng không hiểu là đội hình A của nó là đội hình gì nữa. Trời, ghê vậy ta. Full option hết ha. Cái này là đội hình bấm bóng rồi, có đâu hết trên. Thì đó, bây giờ là 1.800 vô mùa. Mua liền. Mua là mình phải mua luôn thằng gì đâu rồi. Đâu rồi, đây này. Đó, tiết điện được 200 kim cương. Ra mấy cái event này thì bạn nên gọi là sao, giống như là để ý. Rồi giờ bạn nhận lại tiêu phí ngày nè. Đó, được 3m. Đi lại một mảnh Rooney. Không biết Rooney mình được bao nhiêu mảnh nè. À, mình 39 mảnh rồi. Đây, vô túi đồ, mình vô cái chỗ này. Đây, sẽ mở. Nó sẽ có một ghế rút 10 đúng không? Giờ rút 10 mình vô rút cái thẻ nào? Mình cũng đang rất là không biết là nên rút cái thẻ nào nữa. Nhưng mà mình thấy ở đây nó có mấy thằng tiền vệ nó cũng ngon, Robin nó trọng pháo với lại ăn vạ. Tiền vệ Big Check rồi Kim Smith nữa. Nhiều thằng hay, này là Bundesliga nha, thể là Bundesliga. Nhưng mà mình bây giờ cũ binh thì có ai, cũ binh thì có David Villa, Casillas. Ra Casillas này nó thiệt luôn, là mình bảo đảm với bạn là mình sẽ đưa nó vô đội hình luôn. Mặc dù là rất là kén chọn nhưng mà mình cũng muốn có Casillas, tại nó thay thế hoàn hảo cho Buffon luôn. Tại nó là kiểu như là có thằng chỉ huy á. Mà còn gói MU nó hay một cái là sao, gói MU nó cái là có nhiều thằng S lắm, Pogba rồi Lukaku rồi nhiều thằng S, Luxor. Giờ có mình có Valencia là mình ngon nè. Giờ có Valencia là mình có đội trưởng thủ lĩnh đội, là mình sẽ up nó lên để cho nó chạy cánh cũng được. Lukaku, Ramia, Michael Carrick. Carrick ghê vậy, Carrick là tiền vệ cổ vũ bấm bóng. Smalling, Ashley Young.
Mình nghĩ là chắc nó không có ra SS đâu, nó chỉ ra S thôi. Bây giờ là mình đang phân vân giữa hai cái thằng này. Thiệt luôn, thằng Casillas này thèm ghê luôn. Thủ môn bây giờ là nếu mà mình có nó là mình sẽ dùng hết tiền cho nó. Thì mình cũng có thủ môn Sugugu rồi, cũng cũng hay nè. El Salawi, cú phạt đền, đột phá, sút vô lê. Vô lê là phải cần có bóng bóng, thần lực. Rồi mở cái thẻ này đi, mở thẻ cụ binh đi. Rồi mở thẻ cụ binh nha, rút 10 lần à. Trời có một S vậy. Xui quá. Có một S à. Chán thật chứ, có lẽ là phải nhiều S hơn chứ. Sao mà chỉ có một S vậy. Mà lại ra gặp cái thằng gì nữa, nó không ra cái thằng mà mình mong muốn nữa. Tháp phòng không càng hiệu. Gặp bài trùng với ai rồi. Cái này có bộ không? Hình như là không có bộ rồi. Vậy là làm sao? Mình mấy bạn biết rồi đó. Nếu mà không có bộ thì sao? Tiễn. Tiễn nó làm gì? Tiễn nó mình mua ba bulot. Đây ba bulot trong đây này. Thấy chưa? Ngon chưa? Tiễn nó là đủ luôn á. Bán. Hey. Tao cũng không có muốn bán mày đâu, nhưng mà thật ra mày phế vật quá cho nên tao bán. 48.000 là vừa đủ luôn á. Kiếp đồng thôi. Rồi còn lại đúng 32.000. Rồi mình sẽ làm mới đội hình này. Su le này cũng ngon lắm nè. Bình tĩnh dội bom. Su le này là hậu vệ của thằng gì á, Bayamunich hả phải. Tao mới coi. Trời trời, nó ra cái gì vậy? Filani. Lần nào quan sát thông phòng không dẹp. Tạm mới cái nữa. Thôi. Cái gì vậy, sao lần này ra nó tệ vậy trời? Fusion này bật của De Gea. Filani. Mumbling. Marco Rojo có Herrera. Không có Herrera. Có Marco Rojo, Mumbling. Mumbling này hình như là mình có xài. Không, mình xài trong game là mình xài Boateng. Làm tốt hơn 1.800. Được có một thằng Babapulot. Giờ có nên nâng Babapulot lên không? Không. Giờ mình nâng Casillo trước. Casillo mình có một miếng rồi nè. 2 sao rồi. Giờ chỉ cần lên một chút xíu nữa là được. Nó lên sau mà còn cái thằng này nó trước, nó đã tiết kiệm hơn rồi cho nên là mình lên trước. Trời ơi hay quá, đỡ vả hơn. Nó có sẵn hai cái. Bữa nay hình như là có vấn đáp á, có vấn đáp cho nên là vô bạn phải trả lời câu hỏi cho nó chuẩn. Mình chắc giờ là mình sẽ bơm skill cho Powerful Lot với lại Gary Martinez. Hai con đó đang cần skill cao để gọi là đáp ứng đủ cái nhu cầu mình cần, đáp ứng đủ cái kỳ vọng mình cần cho tụi nó. Đó, up lên. Rồi cướp bóng nó 90-900 rồi. Hay lắm, 4.000 luôn ha. 4.000 lực bộ, bộ chưa có nhưng mà cũng ổn định đấy. Cancelo. Rồi skill. Có cái này là Zao Mourinho. Giờ mình tiểu xảo này mà nó lên liên tục đi thử coi. Đột phá ăn bạ, quên đi con trai, chạy cánh rồi nè, 49.000 rồi nè. Nhẹ nhàng ha. Giờ mình sẽ lên skill cho nó chắc là đủ. Papapulot mình cũng có nhiều skill lắm rồi. Sao bị mặt tennis cả. Rồi phải tính hết cũng ghê. Lên hai cái phán đoán rồi cho nó. Cố gắng up lên cho đủ 50.000 một chuyến nha.
có 4 thẻ rút thường, nhưng mà mấy cái thẻ rút thường này sẽ giật, mình không muốn rút. Rồi vô làm gì, luyện thôi, mình phải vô luyện training. Vấn đáp là nên để Pavlov hơn là mấy thằng khác, tại vì nó hậu vệ nó khó. Ý ủa, Tây Ban Nha chết rồi, mới vô sai rồi. Mình hình như là mình thuộc cái này luôn rồi, nhưng mà lâu lâu không có đọc câu hỏi cho nên hơi sai. Tây Ban Nha này, trời, Uruguay ha, cha chưa, thôi xong tôi rồi, lên được một skill chậm nhất. Đáng lẽ là mình lên được nhiều skill rồi đó, mà tại vì trả lời sai một câu, tại mình không có đọc câu hỏi nhiều á. Này mấy câu dễ dễ như vậy thì dễ, lặp đi lặp lại mà. Sao vẫn sai người ta, mấy câu đó nó na ná nhau hoài, nó cứ anh Mỹ đồ, anh Mỹ đồ, na ná nhau làm sai mấy lần. Hay lắm, cổ vũ lên càng cao là tao càng thích. Cổ vũ lên cao làm gì, để mỗi lần mà phòng ngự là nó bét. Đâu bị dụ nữa, trời ý hả. Cứ úp cái kêu nó lên là tao chịu à, cứ úp cái kêu nó lên là chịu liền. Và Pavlov tiếp tục, sau vô câu đầu là thấy sai, là thấy mất vui liền. Fabio Brazil nè, 4 nè, Ariano nè, Brazil nè, 97 nè, World Cup nè, đó, hai phút một thầy cướp bóng tập trung, 49700, vô đây nhận skill, tăng kỹ năng là bạn có nhiệm vụ, 50000, thì mình sẽ vô mình bơm cho ai, Lesen, bơm cho nó cái bậc thầy giặt bóng này. Đúng rồi. 49800, chắc chắn là mình sẽ lên được 50000 à. Tiền vệ Xavi Martinez. Tại vì nó là tiền vệ phòng ngự cho nên nó cần phải có cái chỉ số nó khá cao, mà bây giờ nó chỉ mới có đột phá 1 thôi đó, cho nên chỉ số nó đâu có cao nổi đâu. Cho nên là giờ là mình phải luyện skill cho nó lên full hết. Mình đang đầu tư cho nó rất nhiều, mình đang kỳ vọng vào nó giữa sân để nó thâu banh giùm mình. Một thằng thâu banh, một thằng làm banh mới hay. Giờ này vô làm gì, chỉ cần nó vô tập trung với lại cặp bài trùng thôi là mình thấy là nó ngon rồi. Nó lên full trên hai cái đó là nó cộng rất là nhiều luôn, bằng đột phá 2, đột phá 3 luôn. Ừ, cho nên là cứ thoải mái thôi. Đó, tập trung đó, một cái là tăng 10 điểm tất cả chỉ số nha. Như vậy huấn luyện tiếp, một cái là tăng 10 điểm tất cả chỉ số, rồi cặp bè trùng cũng vậy, tập trung hoặc cặp bè trùng được, lên 2 kill thì càng tốt, lên 2 kill chỉ số tăng lên cao lắm. Nói chung là luyện skill này mỗi ngày không có vấn đáp thì mỗi ngày nó chỉ được có khoảng 8 kill thôi. Nếu mà làm full hết đó, nó chỉ có 8 kill một ngày thôi. Không biết mà level VIP lớn nó có cho thêm lượt luyện cầu thủ không, chứ còn mà không có VIP thì lại VIP nhỏ là chỉ có nhiêu đây thôi.
phải tự lực cánh sinh, mình phải siêng năng đúng không, ngày nào cũng phải vào luyện, mà luyện là phải được 8 kg hết nè, hay lắm. Có một cái luyện sao bên internet thôi, không luyện ai nữa hết á. Cái thằng kia nói chung kêu cũng ổn rồi, nó không có cần phải xài nhiều. Chút xíu ra nhận hai 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 thẻ ở ngoài cái nhiệm vụ nữa. Rồi sao kỳ, bấm vậy, bấm rõ ràng bấm rồi mà nó không được à. Bậc thầy cắt bóng cũng được, thêm cái phần cắt bóng phán đoán, đúng vậy, cần phán đoán nhiều. Nó thâu banh mà nó phải có phán đoán để nó chặn mấy cái chuyền ngắn à, gần nó là nó chặn hết. Ra thì ở trên săn mồi, còn thằng này thì phán đoán ở giữa sân. Cuối sân lại có Manolas che lấp phán đoán, rồi có Marco Rojo là sạc bóng. Đó, tất cả mọi chiêu để lấy banh lại cho mình. Mình đang gọi là sao, kích hoạt một cái bộ lấy banh ở ngoài sao. Rồi một bộ siêu bút nữa, mình đang làm kiếm một con cái gì đây. Cái này hay, hai cái này là tăng lực chiến rất là nhiều rồi, thấy không? 50.000 đó, chính xác. Nhận cái này nữa. Trời, 160 kỹ năng là được Linga. Chắc đó là phải có VIP rồi, không có VIP làm khỉ gì được. Coi David Martinez là bao nhiêu, 4.500, phán đoán 6, rồi chỉ số rồi 900, 800, 700, ở giữa sân là best luôn á, rõ ràng chuyền bóng cắt bóng nữa, rồi vô 5.000 lực là phải vô test lại liền, thiệt luôn á, mình vẫn hạng nhất hả, được không sao, một vòng này vòng nữa là kết thúc giải rồi, cố gắng thắng này là được. Cố gắng thắng con này được Subasa 51.000 thì mình sẽ hạ nó. Hy vọng là thành công như mong đợi, là mình có thể nâng chuyển nhượng lên nào. Xin kính chào quý vị khán giả. Trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Rojo, Oscar, Ander Herrera đã đẩy mất bóng. Mất banh dễ vậy ta. Cậu nó hai cái máy đường Hãy tiếp xem rồi. nào. Lẽ ra phải sút vào lưới. Phát bóng lên. Giovanni có ra bên mặt cái nét này, chỗ đó nó cản, nó che lấp hết, nó quấy nhiễu. Paulinho truyền bóng cho đồng đội. Oscar à, đúng rồi. Kỹ thuật đi ngang qua đối thủ. Oscar dẫn bóng về trước. Sẽ phải làm sao gì trong tình huống này đây? Mà không giả đâu. Oscar đó. Đá ngã. Vô thạch đền nữa là ngon, nhưng mà mình lại chưa không, mình đi Origi trước rồi mình mới mua hai thằng đột phá chạy nhanh đến đã để mất bóng. Hai thằng Oscar với Sen, cho nên là bây giờ nói chung là đưa tiền đạo thôi. Oscar đã như lên đồng rồi. Oscar chết nữa rồi. Oscar
40% cổ vũ tới 40%. Cầu thủ Nga không nghĩ tự tin ứng phó đợt tấn công này. Papastathopoulos đã chặn được bóng. Papastathopoulos chạy nhanh đến đón bóng. Hãy xem nào. Pháo 50% mà bị chết rồi. Paulinho. Giao bóng giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Thua 54.000, nhảm quá nhảm đi chứ. Cầu thủ giống như rụng rời đá vậy, không có cái tích cực nữa. Papastathopoulos đào chất. Vì nó có chiêu boost rồi này kia, nó nhảy quá. Chứ không nó chắc nó không hơn mình bao nhiêu. Mình nó ngại là mình phải có máy điều tiết sớm rồi. Chắc mình phải để mong Bolivo trước nữa. Bastor thì để sau rồi. Hoặc là mình mua Bastor luôn để mình kiếm trong thị trường chuyển nhượng thôi. Giờ về khó quá. Thôi Sané hơn là Oscar nữa. Ok. Rồi 43.000 là thôi xong rồi. Vậy là mình lên cấp 6 rồi. Dễ quá vậy. Dễ quá. Bây giờ không có tiền up cái chuyển nhượng cấp 6. Chuyển nhượng cấp 6 hình như là ra mấy thằng gì á. Cũng S thôi chứ chưa ra SS. Cấp 7 mới SS thì phải. Lên lớp. Và wow, lên lớp 6 rồi. Vượt qua được lớp 5 rồi. Xin kính chào quý vị các bạn. Trọng tài chính đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Thôi mình có càng hiệu nó có cổ vũ. Càng hiệu mình 34% rồi. Chuyên dài lên cho đồng đội. Javi Martinez. Paulinho đã để mất bóng. Cầu thủ Nea phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Hình như đã phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn cho tiếp tục thi đấu. Kỹ xảo liên tục. Paulinho. Oscar. Oscar. Cầu thủ Nea phòng ngự tự tin chạy ứng phó đợt tấn công này. Chi mới chạy cánh nè. Javi Martinez chuyền bóng cho đồng đội. Sané. Sané đang giữ bóng trong trường. Origi, hãy xem nào. Nó bị phá skill quá rồi, nó không có bình tĩnh luôn. Origi chỉ chết thôi. Origi mình sẽ ít hơn lên ba so đột phá ba rồi, lực chiến hơi bị nhiều luôn. Có cặp bài trùng đồ này kia hết luôn, cho nên lực chiến của Origi nó cũng ghê. Hay Martinez phán đoán chặn bóng giữa trường xong ngồi đi hay ra trời. Cầu thủ này là phòng ngự tự tin ứng phó đợt tấn công này. Đưa bóng đến gần đường biên, cố gắng ngăn chặn cú sút. Trời, có che lắp luôn rồi mà che lắp không được. Trời, nó hai cái quan sát lần bởi vậy khóa hết skill là Origi của mình. Javi Martinez chuyền bóng sang bên phải. Dọc bàn luôn. Sané dùng tốc độ để đội bỏ hậu vệ. Oscar có vẻ như đang nóng kịch nhưng trọng tài đã nhận định vẫn đi trời ra sắp đèn đi chập chết thiệt. Cơ hội vượt lên những trước để mình không ăn được. Hiệp hai đã bắt đầu. Đội khách cầu thủ giao bóng là nên em thi đấu hiệp hai sẽ như thế nào. Thực hiện cú truyền bóng cho đồng đội. Lực phản lỗi này quá nguy hiểm.
Iran hướng đá phạt về đấy. Đang đặt bộ Ibrahimovic. Má dù xảo rồi. Thua cái trận này sẽ đến xuống hạng 2 là nhục lắm luôn. Trận đấu tiếp tục. Rojo, Rojo chuyền bóng sang bên chặt. Sané nhẹ nhàng dẫn bóng vượt qua. Một pha tiếp. Sané đã đột phá qua hàng phòng thủ của đối phương. Anh ấy sẽ làm gì để tổ chức đợt tấn công này? Sané đã ngã. Mày nãy ăn vạ chơi tao đúng không? Mày nãy mày ăn vạ gọi hai thằng của tao hả? Hai thằng thánh ăn vạ ở đây, một thằng là diễn viên xuất chúng Oscar, một thằng là đỉnh cao chạy đột phá xong rồi nằm lăn ra rồi chí phèo chắc là 70%. Hay quá. Khu vực của sân nhiều quá, nguy hiểm quá. Đối thủ phụ trách đá phạt góc nguy hiểm. Tốt, nó quanh lên. Đào chân Origi thực hiện cú truyền bóng. Oscar chạy được không? Oscar xong rồi, xong mày giờ con trai à. Xong mà giờ con trai à. Cầu thủ này hàng phòng ngự từ tình huống khó được tấn công này. Heralu tới vòng cấm để thủ. Chấp nhận đi con trai. Không còn cơ hội nữa. Tôi giữ trong trận đấu này. Oscar là sẽ là vui phá lưới này mùa này chắc luôn. Vui sút phạt. Origi vẫn là vui phá lưới. Vui kiến tạo là sen. Trời được. 9 mét tiền. Thanh Kiều. Đó, lên lớp 6.